Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tích hợp dữ liệu để người dân đăng ký trực tuyến khai sinh, thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế trong quý 2 năm 2020. Ngày 26 tháng 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Tư pháp hoàn thiện cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử để khai thác hạ tầng đã được xây dựng trên cổng dịch vụ công quốc gia như xác thực, định danh người dùng, nền tảng thanh toán tập trung, trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thời hạn hoàn thành trong quý 1 năm 2020. Bộ Tư pháp cần nghiên cứu đơn giản thủ tục hành chính để tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia các dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, hoàn thành trước 10/3. Bộ này cũng phải hoàn thành việc chia sẻ dữ liệu hệ thống đăng ký khai sinh với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để người dân có thể đăng ký khai sinh trực tuyến. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tích hợp liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong quý 2 năm 2020. Các bộ tích hợp việc đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trước ngày 10 tháng 3, dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân thanh toán phí, lệ phí khi làm thủ tục hành chính. Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện cấp giấy khai sinh điện tử cho cá nhân để phục vụ đăng ký khai sinh trực tuyến. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến được khai trương cuối năm 2019. Cổng cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến tại 63 địa phương gồm đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho mất, hỏng, dịch vụ cấp điện hạ áp, phục vụ người dân, hộ gia đình, dịch vụ cấp điện trung áp phục vụ doanh nghiệp. Let's Block Ask. Why?